Xin chào các mẹ, mình là thương hiệu Berry của công ty cổ phần nội thất Vũ Trần Mai. Thương hiệu Berry được đăng ký bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, có website chính là berry.com.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các mẹ chiếc gối ôm bà bầu hình chữ U, giúp các mẹ có thể giảm chuột rút, giảm đau lưng và có giấc ngủ ngon thai kỳ. Chiếc gối có chiều dài là 1m44, chiều rộng của chiếc gối là 75cm. Chiếc gối có trọng lượng là 3,8kg, có thể tháo vỏ ra, thay giặt dễ dàng. Đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, có thể điều chỉnh được bông ở bên trong. Bông là bông bi để chống xẹp. Các mẹ còn có thể lựa chọn thêm vỏ gối để thay. Ở phần gáy khi nằm xuống thì có miếng đáp, giúp các mẹ có thể nằm ngủ thoải mái. Các bác sĩ luôn khuyên các mẹ bầu là nằm ngủ thì nằm nghiêng về bên trái để tốt cho thai nhi và giúp các mẹ bầu có một giấc ngủ ngon. Các mẹ bầu có thể nằm như thế này. Chiếc gối vừa đỡ được đằng trước và vừa đỡ được lưng ở đằng sau. Khi nghe nhạc hay là khi đọc sách thì các mẹ có thể dựa như thế này, ngồi rất thoải mái. Gối ôm bà bầu Berry hình chữ U thì có tem thêu đính ở trên vỏ gối. Một mặt là có Vũ Trần Mai, một mặt có thông tin là website berry.com.vn. Chiếc gối ôm bà bầu hình chữ U của Berry được bán với giá từ 390.000 trở lên, có nhiều mức giá cho các mẹ lựa chọn. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều màu sắc để các mẹ lựa chọn. Ví dụ như là màu xanh coban, màu xanh. Màu sắc thì luôn được update ở trên website là berry.com.vn. Các mẹ có thể đặt hàng bằng cách gọi vào số hotline 01234 207 888 hoặc là số 0983 123 086. Các mẹ cũng có thể đặt hàng trên fanpage được đính kèm ở trên website của công ty là berry.com.vn. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe đẹp và mẹ tròn con vuông.